Khoảng hơn 15 giờ chiều nay, trên địa bàn huyện Bộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến tài xế tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương. Xe khách biển số tỉnh Quảng Bình di chuyển trên quốc lộ 1 qua địa bàn xã Đức Chánh, huyện Bộ Đức, tránh một người qua đường, mất lái lao xuống ruộng. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến tài xế điều khiển xe ô tô khách tử vong tại chỗ, nhiều hành khách trên xe bị thương. Ngay sau tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và huyện Bộ Đức đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời điều tiết giao thông. Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.